Chào các bạn, mình đã vừa ra khỏi chợ Hoa Bạc Liêu, chợ Hoa Tết Bạc Liêu nha. Bây giờ mình tiến lên đường Nguyễn Tất Thành để tiến lên quảng trường Hùng Vương các bạn nha. Đó, đây là những trang trí trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành gần với quảng trường Hùng Vương Bạc Liêu. Có thể khi mà lên video không có đẹp bằng cái tầm nhìn phía bên ngoài các bạn, do đèn led á, chứ camera của mình cũng là camera hành trình thôi nên cái độ sắc nét của hình ảnh nó không có kiểu như không phải chuyên nghiệp ha. Nhưng cũng rất là đẹp nha các bạn. Đây là những cái trang trí phía trước của trung tâm văn hóa tỉnh Bạc Liêu nè. Bạn thấy tuyệt vời không? Rất là tuyệt vời nha. Mình sẽ đảo xuống cái đường này thì quảng trường chút xíu mình sẽ cập nhật sau hả bạn. Mình sẽ chạy thẳng luôn, chạy thẳng về đường Trần Phú các bạn, chạy thẳng về đường Trần Phú để mình chia sẻ hình ảnh cho các bạn xem. Thì trên tuyến đường Trần Phú trang trí đẹp lắm, sáng rực luôn. Đây là cái cổng, mình thấy năm nay trang trí chỗ cái cổng này khá là đơn giản các bạn. Mình cứ nghĩ là trang trí chưa có xong nhưng mà hình như đã xong rồi á. Cái chỗ cái nền mừng đảo Văn Vinh, mừng xuân Nhâm Dần 2022 á, mình thấy không có làm đèn led ha, phải cho một dãy đèn led nữa thì cái chữ nó sẽ nổi lên nó đẹp hơn ha. Và chỗ gia đình hổ nè, gia đình hổ khi mà lên đèn cũng rất là nổi bật. Xin dừng lại để mình chia sẻ cho các bạn. Bây giờ khi mà lên đèn cũng có khá nhiều bạn trẻ đến đây để chụp ảnh ha. Đó. Bạn thấy không? Đó, đẹp không? Thôi bây giờ mình sẽ đi tiếp. Đi tiếp xuống đường Trần Phú nữa các bạn ha. Trần Phú mình sẽ đảo hai vòng các bạn. Sáng rực luôn ha. Trên Trần Phú có cái đám ma là hôm nay là như là đêm cuối các bạn. Mình thấy có kèn tay. Khá là đông. Ôi, sao tắt đèn các bạn? Nãy mình đi thấy mở đèn mà giờ thì tắt đèn. Chắc có sự cố rồi, thấy có mấy anh kỹ thuật đang sửa chữa các bạn. Có sự cố ở những cái đèn. Mình xin tới chạy tới cầu quay, sau đó mình đảo ngược lại để chạy thêm một quận đường Trần Phú nữa các bạn ha, để chia sẻ với các bạn. Đó, ở đây có cái cô đang mua được cái chậu bông đem về nè. Đây, ngã tư quốc tế nha.
thì trang trí này thấy cũng giống năm rồi, không có gì khác là một cái tòa sen. Đường phố hôm nay trở nên nhộn nhịp hơn hẳn các bạn. Con đường sưng của Bạc Liêu cũng trang trí cũng gần xong rồi, thì chắc ngày mai mình chia sẻ hình ảnh cho các bạn xem ha. Cái công đoạn mà kẻ lại mấy cái mặt đường cũng đang được triển khai bạn nè. Đây là con đường sưng nè, năm nay thì không có tổ chức chợ hoa nhưng mà có làm cái đường trang trí ha, vẫn trên đường 30 tháng 4. Chợ này thì bán mấy cái quà, quà tặng Tết á, gói quà nè để mua tặng cho bạn bè người thân. Đó, đi thẳng là qua cầu quay, bây giờ mình sẽ đảo ngược lại để quay tiếp cái đường Trần Phú. Theo mình quan sát hồi sáng các bạn thì có trang trí những cái lồng đèn đó, thì mình tin chắc là sẽ rất là đẹp. Thì tối ngày mai mình sẽ đi chụp hình chia sẻ cho các bạn xem. Mình rất thích những cái lồng đèn mà treo mở đèn buổi tối á, đẹp lắm. Mình chạy qua đường Trần Quỳnh là mình kết thúc video nha các bạn. Video cũng chắc cũng khá là dài, cập nhật tình hình phố phường Bạc Liêu, không khí Bạc Liêu để cho mọi người ở xa có thể cập nhật nha. Mọi người có thể coi được chắc giờ này mọi người ở xa đang rất là nhớ quê hương, chia sẻ để mọi người biết được không khí đón Tết của bà con Bạc Liêu năm nay như thế nào. Trước quay ban đêm Bạc Liêu thì tối thui rồi, bây giờ mở đèn sáng rực luôn ha, đẹp cực kỳ luôn, không biết có ai chê thấy không. Này chê Đình Hậu,
Rồi mình tới ngã tư giao với đường Trần Quỳnh nha. Bây giờ mình sẽ quẹo tay trái nha, tay trái để đi xuống. Đi xuống đường Trần Quỳnh. Có khá đông người đi rút tiền kìa. Rút tiền để đi chợ mua sắm. Để xe có một tay à, không có tay để bật xi nhan nên mình phải ngó cái đầu ra sao để cho ta hiểu mình là muốn qua đường các bạn. Đây trên đường Trần Quỳnh nè. Đây Trần Quỳnh thì trang trí khá là đơn giản các bạn, chỉ có một cái đèn dãy đèn led kéo dài lên cây đèn chiếu sáng đường của đường thôi. Như mỗi năm thôi. Mình thấy mỗi năm đều trang trí như thế này hết. Nhưng mà cũng rất là đẹp ha, chứ không phải xấu đâu. Nhiều khi cái nào được càng đơn giản thì càng đẹp nha các bạn. Sẽ chạy tới City Cấp Mắt ha. Tới City Cấp Mắt thì sau đó mình sẽ đảo ngược lại, đi ngược lại quảng trường và kết thúc ở quảng trường nha các bạn. Thì vừa quay video chia sẻ trên fanpage, chia sẻ trên YouTube và vừa phải chụp hình để chia sẻ trên fanpage nữa nên nói chung khá là cực, phải làm hai ba đoạn, hai ba công việc liên tục, có một mình nên mình à. Đây City Cấp Mắt các bạn, đó, sẽ khá nhiều xe cộ đậu ở đây, mình đang đi mua sắm ha, đó. Cái khu vui chơi của Bạc Liêu cũng đã hoạt động trở lại, cách đây cũng như là cũng có tuần lễ các bạn ha. Hoa 40.000 một chậu, hoa cái này là hoa dạng thọ, hoa dạng thọ mai các bạn. Đây mình xin đảo ngược lại nha các bạn, kia là hoa dạng thọ ban mai gì đó nha, kia là hoa dạng thọ ban mai các bạn, cái giống ban mai. Đây là cái khu vui chơi của Bạc Liêu nè, Apollo, thấy cũng có một số người đang chơi kìa. Chỉ có hai người à, hai thanh niên. Hai thanh niên đang chơi. Và mình xin chạy nhanh xíu để đi tới quảng trường Hồng Vương tiếp tục chia sẻ với các bạn nha. Đây là cà phê Đài Manh các bạn ha. Đài Manh cũng là trung tâm tiệc cưới luôn. Cách đây 3 năm thì mình chủ yếu mình đi chơi thôi, chứ mình không có quay. Mình dành rất nhiều thời gian để đi chơi. Còn bây giờ thì dành tất cả thời gian của mình để đi quay. Rảnh ra để đi quay à. Nhiều khi không có chở vợ con đi dạo phố mà lại chở cái máy quay đi quay thì hy sinh tất cả các bạn vì cái đam mê của mình.
ngại nhất là đi trên con đường Trần Quỳnh, cái đoạn mà gần quảng trường các bạn, tại những con lươn nó dằn lắm, nó cao. Thì hồi trước cũng có một số người phàn nàn về có những con lươn ở trên cái tuyến đường này nè, trên cái tuyến đường mà đi gần tới quảng trường nè, chạy ngang uống lông ấp luôn, không biết các bạn nào có cùng cảm nhận với mình không, chạy đi ngang uống lông ấp luôn. Đây mình đã tới quảng trường nha, đây có mấy anh giao thông đang tiếp tục đang nhìn mình. Đây mình tới quảng trường các bạn, mình cứ tưởng là bị giao thông bắt rồi chứ. Thấy mấy anh nhìn mình quá. Đây chỗ này cho thuê xe điện cho mấy trẻ em nè, tụi họ cũng chở con mình ra đây chơi là xong nó không chịu về luôn các bạn. Nó mê luôn. Mê nó chịu về. Lúc nãy đã livestream rồi, bây giờ thì quay để cho một số bạn ở trên YouTube xem lại ha. Xem lại thì hình ảnh nó sẽ rõ nét hơn, còn mình livestream thì hình ảnh nó hơi nhè và hơi tối, hình ảnh nó không được sắc nét, không được đẹp, nên ha mình quay lại để chia sẻ trên YouTube nha. Thấy khá đông bà con đi ra quảng trường ngồi uống cà phê nè, chở con cái ra đây chơi á, xong ngồi uống cà phê đợi. Rồi ok, đến đây thì mình xin kết thúc video này ở đây ha, thì hẹn gặp lại các bạn trong cái buổi tiếp theo của chắc có thể là ngày mai mình sẽ quay nữa các bạn ha, thì mời các bạn cùng đón xem những cái video mình chia sẻ về không khí của Bạc Liêu đón Tết như thế nào nha. Rồi, cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.